Rồi, hello cả nhà. Sáng hôm nay thì mình vẫn như mọi ngày là dạy vệ sinh cá nhân xong rồi cho con mình đi học. Đó, rồi đưa bà xã đi làm. Đó. Và đi về thì mình sẽ kiểm tra những cái hồ cá của mình sẽ mua cá mồi cho tụi nó ăn. Đó, mua dế, mua sâu gì đó. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện một điều rất là buồn các bạn ơi. Đó là con hổ. Đó, con hổ Congo Vitatus của mình đã lên dĩa rồi các bạn. Đó. Thì theo cái tình trạng này sức chóc vẫy rồi cái mỏ nó cắn lộn đỏ. Đó, đuôi vai đuôi cũng rách nè. Thì mình nghĩ là nó cắn lộn nhau chết rồi các bạn. Thì bây giờ để mình mở cái đèn lên để cho nó sáng hơn xíu nha. Các bạn thấy nha. Đó. Chết rồi. Đó, đồ ăn thì vẫn còn thì đâu có đói đâu. Nước thì vẫn bình thường. Đó, cái hậu môn nó đỏ lên rồi kìa. Đó. Chắc là chết từ tối qua tới giờ đó, nên là nó bắt đầu nó xuất huyết rồi. Nó bắt đầu nó tụt nhớt rồi. Rồi. Bây giờ sẽ vớt ra. Vớt ra thôi chứ không có để lâu được. Rồi mình sẽ có một cái cách để mình xử lý cái xác con cá này sao cho nó không có bị vớt hả các bạn ha. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cây vợt để mình vớt ra. Đây, cái vợt size ở giữa này là được rồi ha các bạn. Đó, bây giờ sẽ vớt ra. Đó. Rồi, vớt ra bỏ ra đây. Đó. Thì mình cùng nhìn lại nó cái đi ha. Đó, thì con này là đang tầm khoảng size 28 đến 30. Đó, được nửa cái ô gạch 60 ở nhà mình rồi. Thì cái con này các bạn thấy là cái phần vây đuôi mà vây trên của nó là bị rách nè. Đó là phần... những cái phần khác ở trên người cũng bị xây xát, cũng bị xuất huyết. Đó. Thì mình nghĩ là do hai con nó đánh nhau rồi. Con hổ Goliath trong hồi nó lớn hơn, chắc là nó đánh thắng rồi. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ không có để con cá này nó chết một cách vô ích. Đó. Mình sẽ tận dụng luôn cái xác của nó để mình cho hai con rùa ở trên sân thượng của mình ăn. Ok. Bây giờ mà các bạn cùng lên trên để thả vô hai con rùa cho nó ăn ha. Mệt quá các bạn ơi. Thì đây là hai con rùa của mình ha. Đó, con bên đây là con Common Live Floor. Đó. Con bên đây là con Ali, Alligator các bạn. Thì con Ali này nó sẽ điềm tĩnh lắm, nó ăn uống chậm lắm. Nhiều khi bà thả vô nó chưa ăn liền đâu. Tí nữa mấy tiếng sau nhiều khi nó mới ăn. Còn đây là con Common thì nó ăn rất là sung nha. Đây các bạn, hồi các bạn xem mình thả vô là các bạn biết nó ăn rất là sung nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ mình đã cắt đôi con cá ra rồi nè anh em. Thì cái lúc cắt á, mình không có quay để mất công là ảnh hưởng tới cái động vật này kia đó anh em. Đó, thì các bạn xem cái phần đầu á, cái chỗ đó nào thấy nó vàng vàng không? Không biết có phải là trứng không? Mà mình cắt trúng trứng nó xịt vậy không thì không rõ nữa. Nói chung là thấy vàng vàng giống trứng vậy thôi. Đó, bây giờ cho con Common ăn trước cái phần này nha anh em. Xong rồi phần còn lại thì cho con Ali.
Còn Mon thì nó đang loay hoay với lại cái khúc cá này đó. Còn con Ali thì một tí nữa mình sẽ quay lại để mình xem có nó ăn chưa các bạn ha. Ok. Đó, còn Mon thì nó ăn sung lắm. Hai con này giống như là tính tình nó trái ngược nhau vậy đó. Đó, một con rất là sung, còn một con thì điềm tĩnh. Đó, nó ăn hết rồi, còn khúc xương giữa đây, nước đục ngầu. Còn con Ali, Ali thì vẫn chưa đụng tới ha. Ok, tí nữa lên kiểm tra lại lần nữa nha. Ali nó làm biến lắm, nó chậm chạp. Đó, ok. Buổi tối mình lên kiểm tra đó thì mình thấy hai con là đang ăn sạch sẽ rồi anh em, ăn luôn xương luôn. Ok, như vậy thì mình đã xử lý cái xác của con cá hổ một cách rất là hợp lý. Đó, đỡ tốn kém anh em ha, để như là mỗi một bữa mồi cho tụi nó luôn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em clip tiếp theo nha. Clip này lên ngắn gọn giải trí thôi anh em ha. Ok, bye bye anh em ha.